Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin vụ 39 người Việt Nam bị đông lạnh, gia đình nạn nhân bất ngờ từ chối nhận lọ cho. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất đau thương, đó là việc 39 người gồm có cả thanh niên, thiếu nữ và cả trẻ em nữa cũng đã bị đông lạnh tại Anh và với cái chết rất đau đớn. Sự việc này đã dấy lên làn sóng dữ dội phản đối những kẻ buôn người và sự thương cảm đối với những người Việt Nam phải ra đi để tìm một cuộc sống mới tại Anh. Và có ít nhất hiện nay 7 gia đình đã phản đối hình thức thiêu xác rồi cho vào lọ để gửi về cho họ vì họ muốn nhận nguyên thi hài đông lạnh để nhìn lần cuối và mai táng những nạn nhân và là người thân của họ tại quê nhà. Hiện nay báo chí quốc tế đã bắt đầu đăng tải về việc này. Vụ 39 người chết 7 gia đình tại Hà Tĩnh chỉ muốn nhận và đưa thi thể nạn nhân về mà thôi. Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh của các nạn nhân Việt Nam qua đời trên chiếc xe tải container đông lạnh tại Essex tháng trước mong được đưa thi hài người thân về an táng tại Việt Nam mặc dù được chính quyền địa phương vận động nhận cho cốt. Đây là bàn thờ của Bùi Thị Nhung, một trong 39 người chết trong xe tải ở Essex tại nhà ở Việt Nam. Ba gia đình cho biết họ đều có nguyện vọng được nhận thi hài của người thân để nhật nhìn mặt con em lần cuối. Cũng theo họ Hôm thứ Bảy, ngày 9 tháng 11, chính quyền có tới vận động họ ký vào đơn đã soạn sẵn, xin được đưa thi di hài là cho cốt người thân về quê. Và công an hiện Can Lộc đã đến năn nỉ các gia đình nhận lọ cho, nhưng cũng đã bị nhiều gia đình từ chối một cách thẳng thừng. Và đây là thông tin tiếp theo chúng tôi xin gửi tới các bạn. Đây là hình ảnh của Phạm Thị Trà My, nạn nhân 26 tuổi, quê tại Hà Tĩnh, không muốn làm điều trái ngược với lương tâm. Sau khi đã làm đơn xin nhận thi hài theo hướng dẫn của sở ngoại vụ hồi đầu tháng tuần trước, tới hôm mùng 9 tháng 11, chính quyền và công an địa phương lại tới vận động gia đình nhận hài cốt ông Phạm Văn Thìn, cha của Phạm Thị Trà My, cô gái 26 tuổi, nói như vậy hôm 12 tháng 11. Ông cho biết họ đưa một mẫu đơn đã viết sẵn đến và vận động gia đình bằng miệng chứ không có một văn bản nào, không có thông tư, nghị định uh, của ai cả họ nói giờ gia đình vui lòng nhận hài cốt về, tôi cũng thấy một điều hơi vô lý ở chỗ trước đây tôi đã làm đơn theo sự hướng dẫn của sở ngoại vụ, đã nộp cách đó khoảng 4 đến 5 ngày rồi, có nghĩa là đã đầy đủ và hoàn tất thủ tục rồi. Nhưng tự nhiên hôm thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 11, có đoàn công an huyện Can Lộc và thị trấn Nghèn đến vận động như thế. Thì đây là điều rất đặc biệt vì uh, gia đình nạn nhân thì muốn nhìn được con em nhưng công an thì lại muốn uh, Việt Nam thì lại muốn là đưa lọ cho về có lẽ đằng sau có những uẩn khúc nào đó. Và người thân nạn nhân đến rút đơn nhận cho và chỉ muốn nhận xác của người nhà mình để nhận và nhìn mặt lần cuối trước khi đi ăn táng. Và đây là hình ảnh của bố mẹ nạn nhân Phạm Thị Trà My đã bị được cho rằng đã bị chết ở trong container đông lạnh ở Anh. Ông Thìn nói lúc đầu ông ký đơn nhưng sau đó vài giờ ông nghĩ lại và xin rút đơn. Mình là người bố, từ trước đến nay mình có nguyện vọng là được đưa thi thể của con về Bây giờ tự nhiên họ lại vận động như thế Nếu mình làm đơn như thế thì cảm thấy nó trái ngược với lương tâm Công an và chính quyền địa phương không giải thích cho gia đình lý do vì sao họ nên nhận cho cốt Theo lời ông Thìn Khi ông hỏi có văn bản thông tư nghị định nào về việc này không Công an huyện giải thích là có điện thoại ở trên gọi về thì như vậy là rõ ràng với những thông tin này thì chúng ta thấy rằng là công an tỉnh hoặc thậm chí ở trên trung ương đã gọi yêu cầu là gia đình nhận cho nhưng mà người dân người ta không muốn như vậy. Từ đầu đến cuối ai hỏi là nguyện vọng của gia đình là thế nào thì chúng tôi đều nói muốn nhận thi hài. Còn việc có nhận được thi hài hay không tùy thuộc vào chính phủ, nhà nước và hai bên. Ông Phạm Văn Thìn, cha của Phạm Thị Trà My, cô gái 26 tuổi nói như vậy hôm ngày 12 tháng 11. Nếu sau này vì một lý do nào đó mà chính phủ hai bên không thể giải quyết được thì đến lúc đưa cho chúng tôi cũng phải chấp nhận nhưng tuyệt đối tôi không làm một lá đơn trái ngược không đúng với lương tâm của mình như thế. Ông thì nói hiện ông chưa được rõ ràng thông tin ai sẽ chịu chi phí đưa thi hài hay cho cốt của người thân về quê hương. Và có ít nhất 7 gia đình đã rút đơn nhận cho thay vào đó, họ mong muốn nhận được nguyên thi hài đông lạnh để mang về mai táng tại quê hương miền Trung. Và đây là hình ảnh của nạn nhân Nguyễn Đình Lượng, 20 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Ít nhất 7 gia đình ở Hà Định, Hà Tĩnh đã rút đơn kiện uh, nhận cho. Gia đình em Võ Nhân Du, 19 tuổi, ở xã Thiên Lộc, huyện Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cũng kể một câu chuyện tương tự về việc bị vận động ký đơn nhận cho cốt. Lúc đầu có người ở trên huyện và xã về nguyện vọng của gia đình thì chúng tôi nói là muốn đưa thi hài của em về. Chị Võ Thị Hồng, em gái của Võ Nhân Du kể như vậy hôm 12 tháng 11 sau đó là ép gia đình ký đơn nhận cho cốt. Chị cho biết chính quyền địa phương dẫn ra 3 lý do. Thứ nhất, họ nói là chi phí quá cao vì có tới 39 nạn nhân. Thứ hai, họ bảo bên Anh Quốc họ nói việc vận chuyển khó khăn và gây ảnh hưởng tới môi trường. Thứ ba là người ta kêu là không bảo quản được xác người. Lúc đầu, họ nói đưa giấy về, gia đình chưa ký, sau đó họ gọi, lại và bảo lên Ủy ban Nhân sạn dân xã để ký. Thế là gia đình có người chú ruột lên ký luôn. Sau đó, Đến tối có người nhà ở bên Anh Quốc gọi điện về nói là không có chuyện như vậy nên gia đình rút đơn. Chị Hồng cho biết, chị được biết đã có ít nhất 7 gia đình ở Can Lộc, Nghệ Tĩnh đã rút đơn xin nhận cho cốt mà chính quyền địa phương đưa đến. Nguyện vọng của gia đình muốn đưa thi hài của các em du về càng sớm càng tốt, chị Hồng nhắc lại như vậy. Và với việc này thì rõ ràng là khi nhà cầm quyền tại Việt Nam ép công dân của mình nhận cho cốt thì đây là một cái điều rất đặc biệt và chúng ta cần phải xem, xem xét và theo dõi trong thời gian tới vì sao và lý do vì sao và chính phủ Anh nói gì về việc này. Và có những tin đồn trên mạng người nhà nạn nhân đã phải trả tiền để nhận xác nhưng tất nhiên chính quyền tại địa phương đã bác bỏ những thông tin đó. Và đây là hình ảnh của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc Bùi Huy Cường. Vì sao chính quyền thuyết phục người dân nhận cho cốt? Đây là một câu hỏi Hôm 10 tháng 11, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nói với truyền thông Việt Nam, chính quyền địa phương đã đến vận động gia đình đưa cho cốt về thay vì đưa thi hài về quê an táng. Huyện Can Lộc có 7 gia đình đã ký vào đơn đồng ý để đưa cho cốt người thân về nước. Sau khi cho cốt được đưa về nước, chính quyền địa phương cam kết sẽ đưa thân nhân ra Hà Nội nhận và đưa về an táng theo phong tục của địa phương. Ông Cường được tờ Việt Nam Net dẫn lời. Ông Cường cũng bác bỏ thông tin trên mạng xã hội nói rằng chính quyền địa phương đến vận động gia đình góp tiền. Tôi khẳng định không có chuyện chính quyền địa phương đến nhà vận động gia đình đóng góp tiền để đưa thi thể nạn nhân về nước, dẫn lời ông Cường theo Vietnamnet đã đăng tải. Và có những nạn nhân gia đình thì rất nghèo và quá nghèo, thậm chí nhà cửa đang rột nát và nhiều người đang phải sống chui trong những căn nhà rột nát đó. Đây là một trong những người như vậy. Đây là hình ảnh nhà của một nạn nhân tại Nghệ An đã được người dân hàng xóm giúp lập lại mái nhà trước khi đưa xác hoặc lọ cho về để an táng tại quê nhà. Đây là hình ảnh nếu để gần lại các bạn thấy ngôi nhà rất cũ rất nát của một cái người cũng đã bị mất trong cái số lượng 39 người vừa qua. Cả xóm chung tay lập mái nhà rột nát chờ thi thể nạn nhân tử vong ở Anh. Mấy ngày nay rất đông người dân đã đến nhà anh Nguyễn Thọ Tê 26 tuổi chú tại xóm Tây Hồ, xã An Nạ, An Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để cùng nhau lợp lại mái ngói đã rột nát giúp gia đình chuẩn bị mọi thứ, chờ thi thể nạn nhân trở về. Ước mong sớm đón thi thể trở về quê nhà. Gia đình anh Thê thuộc dạng hộ nghèo là một trong những nhà khó khăn nhất xóm. Ngoài người con đầu mới 3 tuổi thì vợ anh Thê hiện đang mang bầu người con thứ hai khoảng 7 tháng. Nghe được tin anh Thê không may mắn và đã tử vong, người dân đã góp tiền góp ngày công để giúp gia đình. Ông Nguyễn Đăng Hoàn, 26,5 65 tuổi, một người dân địa phương cho biết, từ khi biết tin mẹ anh Tê, Tê nằm lả, còn vợ anh Tê đang mang bầu 7 tháng cũng không thể gượng nổi. Do căn nhà quá lụp sụp, mối mọt ăn hết mấy hôm trước trời mưa còn rột, nên người dân mới chung tay giúp sức. Và các bạn đã thấy rõ ràng những căn nhà như thế này, thì khi mà người dân gặp nạn thì chỉ những người hàng xóm và những người láng giềng đến giúp mà thôi. Còn chính quyền địa phương thì không hề có cái sự quan tâm đến những cái người xấu số như vậy và rõ ràng thì đây là cái điều mà Việt Nam cần phải khắc phục trong thời gian tới vì nếu không thì sẽ tiếp tục người dân sẽ tiếp tục ra đi và có những người vợ nạn nhân đã vĩnh viễn mất chồng và họ rất đau khổ vì điều đó và đây là hình ảnh của người mẹ bốn con kiệt sức vì khóc thương chồng chị còn rất trẻ đây hình ảnh để gần lại các bạn sẽ thấy. Anh Nguyễn Thọ Tài, 42 tuổi, anh trai của anh Thê cho hay từ khi anh Thê mất liên lạc từ ngày 21 tháng 10 thì gia đình anh đoán được anh là một trong 39 nạn nhân. Tuy nhiên do một phần vẫn còn hy vọng và cũng không muốn người em dâu quá đau buồn khi mang thai nên mọi người chưa lập bàn thờ. Tuy nhiên sau khi Bộ Công an thông báo thì hiện nay gia đình đang chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ chờ thi thể được mang trở về sớm nhất chỉ mong nhìn mặt anh lần cuối. Ngồi gục dưới ghế chị bền cho hay, sau khi nhận được thông báo và hướng dẫn từ phía bộ ngoại giao, chị cùng chị Giang đã tới ủy ban nhân dân xã Diễn Ngọc làm các thủ tục cần thiết, cả hai cũng đã cùng đề xuất nguyện vọng của mình gửi ủy ban nhân dân xã. Điều không mong muốn thì cũng đã đến, giờ tôi chỉ mong sao có thể nhìn mặt anh lần cuối, nhưng sẽ biết rất rất khó khăn. Trong hoàn cảnh bây giờ, chúng tôi đã đề xuất nguyện vọng là đưa thi thể về nguyên vẹn, nhưng nếu không thể thì cũng đành chấp nhận, chị Bền đã nói như vậy và với những hình ảnh mà các bạn thấy rất đau thương như thế này là có một những phụ nữ mà chồng đã mất vừa qua và để lại bốn đứa con thì đây là điều mà rất đau khổ cho người dân Việt Nam và thông tin từ anh thì lại cho biết các gia đình nạn nhân đang đấu tranh để nhận nguyên xác về quê hương chứ không phải lọ cho đây là hình ảnh của bài báo trên tờ The Guardian hôm 12 tháng 11 của anh về việc nhận xác tại Việt Nam hiện vẫn chưa có thông tin chính thống từ phía Việt Nam về lý do chính quyền hiện Can Lộc vận động các gia đình nhận cho cốt, tức là cho chứ không phải là xác uh, đông lạnh. Trái ngược hẳn với các tin đồn lan tràn trên mạng, hiện chưa có thông tin chính thức từ giới chức Anh hay Việt Nam về việc ai sẽ chịu chi phí đưa nạn nhân hay hài cốt về Việt Nam. Báo Anh tờ The Guardian hôm 12 tháng 11 có bài báo nói rằng các gia đình Việt Nam đang đấu tranh để đưa thi thể thân nhân về nước sau vụ xe tải chở xác người tới Clay Access hôm 23 tháng 10 vừa qua. Bài của Tristan và Bắc Phạm còn trích giới quan sát giải thích rằng phong tục văn hóa của người Việt Nam rất coi trọng việc mai táng thân nhân, có nghĩa là giữ nguyên xác. Và điều này thì có lẽ chính phủ Anh cũng đã xem xét. Và cảnh sát Anh và châu Âu vẫn tiếp tục điều tra về cái chết của 39 người Việt Nam trong container đông lạnh và đường dây buôn người xuyên quốc tế, xuyên quốc gia này. Đây là hình ảnh của những nghi phạm uh, đang đã bị truy nã và bị bắt trong thời gian vừa qua. Hiện tại Anh và châu Âu vẫn đang diễn ra cuộc điều tra các vụ án gọi là các tử thi trong xe tải. Hôm ngày 11 tháng 11, Emon, 22 tuổi, bị đưa ra tòa ở Dublin, uh, Ireland sau khi có lệnh truy nã châu Âu uh, mà Anh tung ra. Kể từ khi bị bắt, Harrison bị giam trong nhà tù Coffey và sẽ bị tòa ra tòa lần tới vào hôm 21 tháng 11 này. Người này, một trong các tài xế xe tải bị cho là liên quan đến đường dây đưa người vào Anh, đang phải chống lại lệnh dẫn độ sang Vương quốc Anh. Còn Robinson, người Bắc Ireland, tài xế chiếc xe Scania chở thùng đông lạnh và 39 người Việt bị chết bên trong ở Essex, đã chính thức bị buộc tội ngộ sát và buôn người trước tòa án ở Chesmorth, Essex ngày hôm 28 tháng 10 vừa qua. Và với những diễn biến đau lòng tại Anh đã cướp đi sinh mạng của 39 thanh niên, thiếu nữ và cả trẻ em Việt Nam bị đông cứng và chết ngạt trong container đông lạnh. Đó là lời cảnh tỉnh và cảnh báo rất đanh thép đến Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự yếu kém trong quản trị đất nước của chính phủ Việt Nam. Điều này đã làm cho những người dân thượng dường như không thể sống được trong nước và họ đã phải bỏ xứ ra đi để tìm cuộc sống mới tốt hơn và cuối cùng họ đã phải bỏ mạng nơi xứ người trong đau đớn tột cùng và để chấm dứt sự chết chóc này trên quê hương Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cần mạnh dạn vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, ngoại lai đi, vốn đã sụp đổ ở ngay nơi khai sinh của nó, để quay về với dân tộc, cùng trên 90 triệu người dân Việt Nam trong nước và ngoài nước xây dựng một Việt Nam mới, dân chủ, tự do và đầy tình người rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019 các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và bấm nút theo dõi Facebook Thời Báo .de và YouTube Thời Báo .de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất trung thực nhất chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau Trung Khoa Thời Báo .de từ Berlin Cộng hòa Liên bang Đức